Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tỉnh Bạc Liêu đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư, nhưng đầu tư công vẫn là nguồn lực quan trọng, nhất là đầu tư vào các công trình dự án trọng điểm, các công trình giao thông đường bộ. Công trình hoàn thành đi vào sử dụng đã góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy vậy, công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản ở một số lĩnh vực triển khai rất chậm. Cũng vì vậy mà các công trình dự án không phát huy kịp thời mục tiêu đã đề ra. Đây cũng là vấn đề mà lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư. Câu chuyện cuối tuần hôm nay sẽ đề cập cụ thể hơn nội dung này. Tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào tháng 4 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong năm 2021, tổng nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Bạc Liêu là 3.330 tỷ 348 triệu đồng, trong đó hơn 1.223 tỷ là ngân sách địa phương, còn lại là vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Tuy vậy, thời gian qua, nguồn vốn đã phân bổ cho các chủ đầu tư được giải ngân rất chậm. Có những đơn vị tỷ lệ giải ngân chỉ trên dưới 20% so với tổng nguồn vốn đã được phân bổ. Đặc biệt có 3 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất chậm, đó là Ban Quản lý Dự án Công nghiệp Xây dựng Dân dụng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo các chủ đầu tư, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, như một số dự án đang trong quá trình triển khai công tác lập các thủ tục ban đầu nên chưa có khối lượng thanh toán và giải ngân. Một số dự án đang làm thủ tục có liên quan để thanh toán khối lượng. Việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công quý 1 năm 2021 gặp trùng với khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch. Một số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021, theo quy định khi khối lượng thực hiện đạt 80% phải thu hồi 100% số vốn ứng theo hợp đồng, do đó chưa kịp thời có khối lượng để tiếp tục thanh toán. Tuy vậy, qua phân tích và đánh giá của lãnh đạo tỉnh thì có hai nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân chậm đã tồn tại suốt thời gian qua, đó là công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa giải quyết dứt điểm và năng lực của một số nhà thầu yếu kém, thi công ì ạch dẫn đến chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Trong khi đó, có một số chủ đầu tư chưa kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu chậm trễ này. Điển hình như tại dự án xây dựng tuyến đường Giá Rai Gành Hào có chiều dài gần 25 km với tổng trị giá công trình khoảng 800 tỷ đồng. Đây là công trình dự án trọng điểm do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án công trình này đã chậm tiến độ gần một năm và hiện nay ở một số đoạn vẫn thi công rất chậm. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân chậm tiến độ là do trước đây vướng giải phóng mặt bằng, đến nay đã xử lý dứt điểm nhưng các nhà thầu vẫn còn thi công ì ạch. Còn tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ninh Quế Ngang Dừa có chiều dài hơn 11 km đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ 108 tỷ đủ toàn bộ nguồn vốn cho năm 2021 để thi công cho toàn tuyến, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý 4 năm 2021. Qua khảo sát thực tế, dự án này đang gặp nhiều vướng mắc bởi vẫn còn 61 hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng thi công. Trong khi đó, đối với hai nhà thầu trúng thầu thi công thì đến nay chỉ có một nhà thầu đang khẩn trương thi công, còn một nhà thầu triển khai rất chậm dù đã có mặt bằng. Mới đây, qua khảo sát thực tế tại các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho rằng thực tế có những dự án thi công rất chậm. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chủ đầu tư phải tập trung giám sát và kiểm tra đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ, đồng thời chủ đầu tư và các sở ban ngành cần xử lý nghiêm các nhà thầu cố tình thi công ì ạch, chậm trễ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý với Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ đầu tư cùng các sở ban ngành liên quan tới đây trong công tác đấu thầu các công trình cần loại bỏ ngay từ đầu các nhà thầu đã từng thi công chậm tiến độ theo hợp đồng ở một số công trình do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu. Cùng với đó, đối với các nguồn vốn đã được phân bổ trong năm cần rà soát lại. Nếu đơn vị địa phương nào không giải ngân được hoặc giải ngân quá chậm thì chuyển nguồn sang các công trình dự án khác đang cần vốn. Có thể khẳng định rằng chỉ đạo kiên quyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong tình hình hiện nay là rất sát đáng và thực tế. Bởi vì hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình dự án đang rất bức thiết, cần nguồn vốn để đầu tư. Trong khi đó, một số dự án đã được phân bổ đầy đủ vốn thì lại ngâm vốn không giải ngân được. Có lẽ chỉ có biện pháp mạnh, kiên quyết thì các công trình dự án mới đẩy nhanh được tiến độ thi công để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.